sản xuất, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng phát triển của các doanh nghiệp. Mô hình này không chỉ đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với xu thế chung của thế giới mà còn mang đến vô số lợi ích, giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế lẫn nội địa. Chính vì vậy, phiên hội thảo chuyển đổi số xanh cho doanh nghiệp sản xuất trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm BizTech Việt Nam 2024 do Vinasa tổ chức với mục đích cập nhật, chia sẻ thông tin và hướng dẫn chuyển đổi số, cung cấp các sản phẩm, giải pháp, nền tảng dịch vụ số tốt nhất cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được hân hoan chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Ông Trần Thiên Long, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Huy, Phó Tổng Thư ký Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam. Về phía Vinasa, xin trân trọng giới thiệu ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch Vinasa. Và xin giới thiệu tới quý vị các diễn giả của hội thảo. Ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch Trưởng ban Công nghệ và Phát triển bền vững Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam. Bà Phạm Vân Anh, Giám đốc Quốc gia Epico Việt Nam. Ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Cát Thái. Ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Phát triển Thị trường Công ty Cổ phần và Giải pháp Quản lý ESG. Ông Đỗ Thanh Thái, đại diện Robotspot Việt Nam. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch Trưởng ban Công nghệ và Phát triển Bền vững Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam lên sân khấu sẽ có bài chia sẻ về chủ đề tổng quan về doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0, bài toán số xanh. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quan khách, lần đầu tiên thì thay mặt cho Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, cảm ơn anh em trong cuộc hiệp hội tuần này và dịch vụ công nghệ thông tin Vinasa đã có một cái sự hợp tác với lại Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam. Thực ra là trong cái quá trình chuyển đổi kép là chuyển đổi số cùng chuyển đổi xanh, cái việc đồng hành cùng với các tổ chức liên quan đến công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin thì đó là một cái phần rất là thiết yếu. Thì hôm nay tôi rất là vinh dự khi được phát biểu đầu tiên với đánh chức như một bài báo cáo khá tổng quan. Thì thường thì tôi ở bên hiệp hội công nghệ bất động sản công nghệ thì chúng tôi phụ trách về công nghệ, những bài tìm về phân tích, và hôm nay tôi xin được phép trình bày bài báo cáo. Đầu tiên chúng tôi sẽ trình bày về tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất. Vì hôm nay chúng ta có những cái thành viên đến từ công nghệ cũng như là cái thành viên đến từ sản xuất, xin cho phép mình được nhắc đến những cái khái niệm. Thì doanh nghiệp sản xuất và các nhóm sản xuất hay sản xuất của cả tổ chức hoạt động chủ yếu các hoạt động kinh tế con người, đó quá trình làm ra sản phẩm ứng dụng hay để trao đổi trong quá trình thương mại. Cái điểm doanh nghiệp sản xuất là những doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tư liệu sản xuất kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Quá trình sản xuất doanh nghiệp là sự kết hợp giữa ba yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động để tạo ra sản phẩm. Sức lao động là khả năng của lao động và tổng thể kết hợp sử dụng thể lực, trí lực của con người trong quá trình lao động. Đối tượng lao động là bộ phận tự nhiên mà hoạt động lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tượng lao động gồm hai loại: là thứ nhất sản trong tự nhiên, ví dụ như khoáng sản, đất đá, thủy sản liên quan đến ngành công nghiệp khai thác; thứ hai là qua chế biến, sự tác động của lao động trước đó như thép, phôi, dệt bông đã từ đầu các ngành công nghiệp chế biến. Tư liệu lao động là một hay những cái vực làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người đến đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động thành
sản phẩm đáp ứng nhu cầu con người. Trong sản xuất có hai loại tư tưởng lao động là bộ phận trực tiếp lao động và đối tượng lao động theo đích của con người, tức là công cụ lao động, ví dụ như máy móc thiết bị sản xuất, bộ phận gián tiếp trong quá trình sản xuất, ví dụ như nhà xưởng, kho, sân bay, đường sắt, phương tiện giao thông. Trong tư tưởng lao động, công cụ lao động giữ vai trò quyết định của đến năng suất lao động và chất lượng lao động. Thì hiện nay Việt Nam đang có 15 nhóm ngành phổ biến trong sản xuất: ngành dệt may, ngành sản xuất máy móc thiết bị, ngành cơ khí, ngành công nghiệp điện tử, ngành chế biến nông lâm thủy hải sản, ngành sản xuất dược phẩm, ngành sản xuất trang thiết bị y tế, ngành sản xuất mỹ phẩm, ngành sản xuất nội thất, ngành sản xuất giày dép, ngành sản xuất sản phẩm công nghệ cao, ngành công nghiệp năng lượng, ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, ngành sản xuất hóa chất, ngành công nghiệp sản xuất giấy in và văn phòng phẩm, ngành sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. Hiện nay theo báo cáo chúng tôi là số lượng doanh nghiệp tính chung quý 1 và năm 2024 cả nước có hơn 36,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 332,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 258,8 nghìn lao động, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký và tăng 21,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 392,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 9,7 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 là 724,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước có 23,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2024 lên gần 59,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đó là những cái báo cáo của chúng tôi thường xuyên cập nhật sau những năm Covid. Trong 3 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 5,3,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. 15,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,7%. 5,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân một tháng có gần 24,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, so sánh giữa doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, thì trong quý 1 năm 2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,1 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng 4,7 nghìn doanh nghiệp. Có nghĩa là chúng ta thấy được là bất động sản công nghiệp có rất nhiều những cái tín hiệu tốt ở trên thị trường báo chí, nhưng mà cái con số thật thì cái số lượng doanh nghiệp cũng như số lượng lao động thì chúng ta vẫn đang không bằng so với các năm. Với vai trò của ngành sản xuất đóng vai trò như một động lực tăng trưởng cho một số quốc gia thu nhập thấp và trung bình, các ngành sản xuất giúp hiện đại hóa nông nghiệp cũng là xương sống của nền kinh tế chúng ta, làm giảm sự phụ thuộc nhiều của người dân vào lĩnh vực nông nghiệp và tạo làm việc trong các lĩnh vực cấp 2 liên quan đến sản xuất, ví dụ như sản xuất ô tô thép, và cấp 3 cung cấp dịch vụ, ví dụ như giảng dạy và điều dưỡng. Ngành sản xuất chiếm 1/3 GDP của Việt Nam và 85% xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến thông qua các khái niệm như công nghiệp 4.0, công nghệ 4.0 đã nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất Việt Nam. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày về sự chuyển đổi số trong ngành sản xuất. Thì các xu hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất ở trong tương lai. Thì đại dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất khi tạo ra những thay đổi cục bộ trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp sản xuất cần có những thay đổi để thích nghi nhanh chóng và bứt phá trong tương lai dựa trên các xu hướng phục vụ sự phát triển doanh nghiệp. Ngay cả trước đại dịch Covid-19 làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp sản xuất đã bắt với nhiều điểm cần thay đổi trong chiến lược của mình. Sự phát triển vượt trội của công nghệ đã thúc đẩy sự đầu tư đáng kể vào chuyển đổi số, nhất là khi các doanh nghiệp thực sự nhận ra khó khăn trong việc cải thiện năng suất lao động, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế tài sản cũ hiện hành. Khi đại dịch Covid bùng phát, nhiều đợt yêu cầu phải chuyển đổi trở nên cấp bách hơn, đối mặt với sự thay đổi đột ngột như đình trệ trong sản xuất, kinh doanh, nhiều khu vực đứt gãy chuỗi cung ứng, tồn động hàng hóa trong sản xuất. Các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu nhìn thấy rõ lợi thế của việc thúc đẩy và sáng kiến số liên quan đến nhà máy thông minh và giúp giải quyết các nhu cầu cấp bách ra sao. Thì bên cạnh đó, việc gián đoạn sản xuất và các hoạt động logistics trên toàn cầu khiến cho nhiều doanh nghiệp vật lộn với thời gian giao hàng không chắc chắn và tình trạng thiếu phụ tùng vật liệu nghiêm trọng.
Vì vậy các doanh nghiệp sản xuất cần có những chiến lược để phát triển. Xu hướng phát triển lớn trong doanh nghiệp sản xuất, trong doanh nghiệp 4.0 thì Ban Công nghệ chúng tôi có những đề xuất sau. Nhất là sản xuất bền vững, thúc đẩy tích hợp chuỗi cung ứng bền vững cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động nội tại thông qua sản xuất giảm thiểu chất thải tác động liên quan đến môi trường, giúp nâng cao khả năng chống chịu sự thay đổi với môi trường kinh doanh, phát triển xanh và xây dựng hệ sinh thái để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất thông minh, tăng cường năng lực phát triển, mở rộng ra hệ sinh thái bên ngoài doanh nghiệp, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực phát triển con người, giúp kiến tạo nền tảng phát triển tương lai. Sản xuất bền vững, mối quan tâm sản xuất bền vững sau đại dịch Covid còn tập trung vào việc kiểm soát các nguồn nguyên liệu và đầu ra của sản xuất để đảm bảo các nhà máy luôn hoạt động trong điều kiện phát triển phù hợp. Bên cạnh đó, sản xuất bền vững còn hướng đến sự tích hợp liên quan đến thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất, lập kế hoạch kiểm soát theo sát thứ định, định lượng, đánh giá và quản lý luồng chất thải ra môi trường. Mục tiêu lớn nhất của hoạt động này là giảm thiểu các tác động đến môi trường, đồng thời tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên. Mục tiêu này chủ yếu đạt được thông qua quá trình ứng dụng thực hành tốt nhất liên quan thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình, các nguyên tắc hoạt động mới khiến lại bị ảnh hưởng đến toàn bộ các quy trình hiện có, được đánh giá là sẽ mang lại sự thay đổi cho doanh nghiệp. Thì với cái nền công nghệ 4.0 thì người ta đánh giá là đây là cái thời điểm mà các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, là họ phải có trách nhiệm và họ trả lại cái trách nhiệm của mình nhiều hơn với tài nguyên thiên nhiên. Bởi vì bây giờ 4.0 thì chúng ta có các cái sản phẩm công nghệ, những cái liên quan đến IoT, đo lường những cái này. Và vì vậy thì chúng ta sẽ phải đáp ứng những cái tiêu chí, đặc biệt tiêu chí xanh. Sử dụng hệ sinh thái thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất thông minh, tạo ra một hệ sinh thái phục vụ phát triển các ý tưởng liên quan đến sản xuất thông minh không phải là điều dễ dàng, có nhiều yếu tố để cản trở nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc kết nối và hệ sinh thái tổng thể để thúc đẩy sự liên kết trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, chẳng hạn như khó khăn trong điều phối, bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng, nguy cơ trộm cắp tài sản trí tuệ, các kỹ năng liên tục cần sự thay đổi và đồng bộ trên các mối liên kết trong doanh nghiệp. Ở đây hệ sinh thái được định nghĩa không chỉ là mối quan hệ với nhà cung cấp, mối quan hệ với đơn vị bán hàng, và rộng hơn thế có được xác định theo các khía cạnh như hệ sinh thái nội bộ liên quan đến những hoạt động thường nhật đối với các nhà sản xuất bên trong, hệ sinh thái chuỗi cung ứng mở rộng ra bên ngoài nhà máy và đi xuống chuỗi cung ứng giúp tìm nguồn nguyên liệu đầu vào dễ dàng, cân chỉnh nguồn cung theo nhu cầu, tạo điều kiện quản và phân phối sản phẩm cho khách hàng. Hệ sinh thái khách hàng, những hoạt động kết nối có tập hợp hệ sinh thái khách hàng, có thể là sự khác biệt các đối tác trên theo cách mọi người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội giúp kết nối và tương tác với khách hàng, cho phép khách hàng đặt hàng, bảo trì dịch vụ cách trực tiếp. Hệ sinh thái tài năng nhân sự liên kết tất cả hệ sinh thái còn lại, hướng đến cách mà các tổ chức cho thuê thuốc nhân tài tạo dựng nguồn nhân lực phù hợp nhằm hướng đến vai trò cần thiết cũng như con đường sự nghiệp cho hỗ trợ sản xuất thông minh. Đây là một bản nghiên cứu Deloitte và Mavi về giá trị trong lĩnh vực đầu tư vào hệ sinh thái thúc đẩy phát triển trong sản xuất thông minh. Thì 32% tăng trưởng, tăng tốc độ của các sản phẩm và dịch vụ của trường ra bên ngoài, 29% tăng 200% số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ số được đưa ra thị trường cao hơn, 25% tăng doanh thu sản phẩm hoặc dịch vụ, 22% là mở rộng tăng năng lực đổi mới cho công ty và 21% tăng tốc độ trưởng thành số công ty, 6% giảm chi phí hoạt động thông minh hiệu quả cao hơn. Tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, việc phát triển các ứng dụng công nghệ đột phá là bước quan trọng trong việc thúc đẩy lớn ngành sản xuất thông minh, nhưng nền tảng nó không đủ, vì vậy chúng ta cần phát triển cái nguồn nhân lực để sẵn sàng tạo dựng tiền đề cho sự phát triển trong tương lai. Và cuối cùng là cơ hội thách thức với các chính sách hỗ trợ hiện nay. Chuyển đổi số đang diễn ra tốc độ với ngày càng nhanh, việc áp dụng công nghệ tiên tiến đã mang lại lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp. Dù vậy thì doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam vẫn gặp những thách thức trong bối cảnh công nghiệp công nghệ không ngừng thay đổi và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thứ nhất phải kể đến bài toán ngân sách. Khi quyết định chuyển đổi số, doanh nghiệp chấp nhận thay đổi quy trình, hệ thống, cả con người, điều này đòi hỏi ngân sách đủ lớn để làm đồng bộ, toàn diện, không chấp váng. Thứ hai là những thách thức về thay đổi tư duy. Chuyển đổi số không phải là câu chuyện riêng của công nghệ mà là bài toán khó của chính con người vì luôn liên quan đến nhóm lợi ích. Cho dù sở hữu một số hệ thống tiên tiến hiện đại, nhưng tư duy lối mòn sẽ trở thành rào cản khiến công nghệ không được khai thác triệt để với dùng hiệu quả. Thứ ba là lựa chọn công nghệ phù hợp. Hiện nay các doanh nghiệp cũng đang băn khoăn và là thách thức lớn trong cái phần đó là làm thế nào để có giải pháp phù hợp với doanh nghiệp khi mà công nghệ mới nhiều như AI,
mình xin lên đến IoT, mình truy đi cloud và phát triển rất mạnh mẽ. À, Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á được cho là điểm đến lý tưởng về đầu tư để chính là một số cơ hội lớn cho ngành sản xuất nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. Đây là một số cơ hội chính. Một tích hợp công nghệ thông tin vào sản xuất, sự phát triển của IoT, trí tuệ nhân tạo, máy học cho phép nhiều doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng cường lao động, điều này giúp tăng cường hiệu quả sản xuất. Thì Việt Nam mình cũng là một trong những đất nước mà có cái trữ lượng đất hiếm cao ở top 2 trên toàn thế giới. Đây nó cũng là lý do mà gần đây rất là nhiều doanh nghiệp liên quan đến chip họ đến thăm Việt Nam và họ tính mở rộng mấy cái nhà máy liên quan đến input process hoặc là output về sản xuất chip. Sản xuất linh hoạt và đổi mới, công nghệ 4.0 cho phép doanh nghiệp thực hiện sản xuất linh hoạt, tùy chỉnh sản phẩm theo nhu cầu khách hàng một cách hiệu quả hơn. Công nghệ như máy in 3D, robot thao tác cung cấp và công cụ để sản xuất yêu cầu. Thì hiện nay thì chỉ có những cái nhà máy như là dệt may, may mặc, giày da thì chúng ta còn đông công nhân. Còn lại những cái ngành ngay cả thực phẩm hay là mỹ phẩm, dược phẩm cũng bắt đầu rất là ít công nhân rồi. Đa số là máy móc làm hết, bởi vì có những cái tiêu chí nó liên quan đến an toàn. Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, công nghệ số hóa cho phép các doanh nghiệp tạo ra các chuỗi cung ứng toàn cầu mạnh mẽ, liên kết các nhà cung cấp, người sản xuất, khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình cung ứng, giảm thiểu chi phí thời gian vận chuyển và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với yêu cầu thị trường. Thứ tư, phát triển sản phẩm thông minh và kỹ thuật số. Sự kết hợp của IoT, AI mở ra cơ hội phát triển sản phẩm thông minh và kỹ thuật số. Các doanh nghiệp có thể tận dụng các công nghệ như thiết bị đeo thông minh, cảm biến và phần mềm để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có khả năng kết nối tương tác với môi trường sống của người tiêu dùng. Xuất khẩu và mở rộng thị trường, sự phát triển của thị trường quốc tế, sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu tạo ra cơ hội xuất khẩu lớn cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Công nghệ số giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tìm kiếm các thị trường. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0. Thì trong năm 2024, thì kinh tế toàn cầu dự báo tiếp tục đối mặt với những thách thức như tăng trưởng và lạm phát tăng cao, tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại, chủ yếu do việc thắt chặt kinh tế tiền tệ được thực hiện trong 2 năm qua. Sự bất ổn không chắc chắn của kinh tế toàn cầu đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, tác động đến không ổn định về kinh tế vĩ mô, phát triển tăng trưởng của nền kinh tế có độ mở lớn của nước ta trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nó phát triển ngày càng quan tâm nhiều đến các vấn đề an toàn người tiêu dùng, phát triển bền vững chống biến đổi khí hậu, từ đó dựng lên những tiêu chuẩn và quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu, lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu, dự luật chống phá rừng CBAM của EU, Mỹ nâng cao gắn các tiêu chuẩn lao động, môi trường, sở trí tuệ với thương mại. Vì vậy, để tập trung phát triển công nghiệp, chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp sản xuất, khuyến khích các địa phương có tiềm năng phát triển công nghiệp để hướng dẫn xây dựng chiến lược, chương trình phát triển công nghiệp phù hợp với lợi thế cạnh tranh và các nguồn lực địa phương, tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời định hướng cho sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ cao để tạo nên thị trường lớn hơn, giúp doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài báo cáo tôi xin đến đây hết. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị.